Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Và Di Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải có bán một cái kit nè. Cái kit này thì hôm qua Khải mới tranh xong, mới tranh ra tối hôm qua nè. Xong rồi Khải ra từ tối hôm qua đến giờ thì nói chung cái kit này thì 540 vòng 1. Đã bây giờ ở server này thì một cái kit hoặc là một cái vũ khí 540 là bèo lắm, từ 10 kim trở lên, 10 kim trở lên. Như ở video trước thì anh em có xem cái chì Khải mua cho anh Khải giỏ đang cách đây khoảng hơn nửa tháng trước không? Chị đó Khải mua đã 10 kim rồi nè. Kích này thì Khải bảo đảm em niệm âm thì nhẫn nhìn vào rất là ghê luôn nè. Vừa có thể đánh thiên ngòi và vừa có thể đánh văn long kích. Nên là ở cái kích này thì Khải bán với giá là 14 kim rồi nè. Cách đây lúc đó mà Khải mua gà chì á, Khải cũng có hỏi một người thì cũng có một người có một cái kích Khải hỏi bán bao nhiêu thì ông bán 18 kim rồi nè. Còn với thời điểm hiện tại bây giờ thì Khải chỉ bán có 14 kim rồi nè. Chúng là bán vừa túi tiền thì bán được rồi nè. Bây giờ hàng hóa mà đợi càng lâu thì càng nghĩ nó sẽ mất giá. Nên là hôm nay muốn làm video lưu lại cái khoảnh khắc này cho anh em xem. Cái kích này cũng tranh ra nè, tốt là tranh ra luôn, chung là cũng khá là hơn. Hôm trước thì tranh cũng biết cái vòng kích bán được vài game. Hôm nay thì được một cái kích 540, khá là đẹp mắt. Ok. Đó, nói chung là giá cả nó theo thị trường thôi nè. Bây giờ mình muốn bán giá cũng không, giá 18 kim như cũ không được. Vì thời gian nó cũng khá là lâu rồi, cách đó hơn nửa tháng. Thời điểm mà Khải chơi giò đan rồi, để Khải bán cả giò đan rồi. Hôm nay được thêm cái lúa, quá thô rồi đẹp rồi. Quá đã luôn. Hôm qua Khải cánh quá tự tính ra cánh khoảng 5-6 bình vậy. Một chai đến sáng. Nhiều anh em không tin chứ server này server đồ xanh nha. Server đồ xanh là đồ rất có giá trị nha. Anh em cũng bảo đồ xanh sao có giá như vậy. Tính ra cái kết đó tầm 1 triệu anh em ơi. 14 kim này tầm 1 triệu nha anh em. 900 nghìn. Nếu tính là giá mà được 14 kim hải thu thì 910 nghìn đó. Kết này 910 nghìn. Rồi, ok. Rồi, nói chung thì anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like, một chia sẻ nữa mày. Chứ thì lâu quá rồi mới muốn tranh được một kích bán có giá gần 1 triệu Việt Nam đồng. Nhưng là đây cũng là một cái may mắn của mình đó. Khải có kim vô rương. Bán cho ông anh trong bang luôn. Ông anh trong bang giấu tên. Nói chung thì các anh em xem video chứ không còn giống gì mình biết. Một kim hiện tại khoảng 65 đến 70 nghìn anh em tiền người bán. Còn Khải thu thì Khải thu tầm giờ đó đổ lại. Rồi, ok, cảm ơn em đang xem video và đừng quên cho Khải một like chia sẻ nha. Bye bye mọi người.